thật sự mùa hai. Máy bay có còi hay không? Chắc chắn máy bay là có còi. Iphone chúng ta có nên thở hay không? Ủa mà chị không thở. Khi chúng ta buồn nôn thì nên ăn chuối hay ăn mận? Trái tim đã bao giờ nằm bên phải đâu? Và những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo, một Smart TV iSlim Pro, một điều hòa không khí iCool. Sự thật thực sự được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2020.